Cái chiếc nào là 4 giả hay 2 giả hiệp? Đó có... ok. Còn chiếc bên đó này, nhìn cũng có hai cái lưới à. Đúng rồi, giờ nó vậy nó giữa mà hai bên đó là cái đó. Nó cái bên đó chưa gắn hết. À. Nó còn hai cái nữa. Bên đây thì bên mình này, nhìn biết rồi nè, đây là có 4 cái lưới. 4 dây đó. 4 lưới. Thấy không? Thấy còn hai gọc chưa cột lưới lên đâu. Đó, người ta chưa gắn hai cái lưới kia vô. Hello bạn, hôm nay mời bạn cùng với mình trở lại chiếc tàu, thăm chiếc tàu của Hiệp với Trầm My, chiếc tàu Michelle bạn. Thì lúc trước mình có xuống thì lúc đang sơn sửa, đang nâng cấp, thì bây giờ trở lại thì đã khánh thành nữa bạn. Thì hôm nay mình cũng sẵn đây, mình mời bạn coi qua sơ qua cái cách của người Công giáo mình ăn mừng, ăn giống như là cúng tàu, cúng xe trước khi ra một chuyến đi mới như thế nào. Rồi cũng với lại một cái bên của chiếc tàu IV bên kế bên là cũng đang ăn mừng để mà cúng tàu rồi trong chuyến đi mới. Thì các bạn thấy đây nè, thì người Công giáo làm cũng rất là đơn giản, chỉ nhờ cha tới đọc kinh chúc lành này nọ, rải thánh này nọ sơ sơ qua, không có cúng cái kiến gì ha. Rồi đọc vài cái kinh đơn giản để mà cầu trong cái mùa đánh bắt an toàn thuận lợi này kia thôi. Giống như bạn coi sơ qua ha, thì cũng không có gì. Giống như đọc kinh thôi. Đọc kinh cầu nguyện tí xíu. Còn bên đây thì người bên đây ta cúng heo bạn. Người này tàu của Minh chắc, của anh Minh. Nhưng mà họ chắc là không phải là đạo Công giáo á. Họ người ta sẽ cúng giống như bên mình cúng xe. Mà bạn có điều lạ bạn. Mình mới đầu mình thấy con heo còn nằm ha. Hơi á. Hơi cái người ta lật lên bạn. Lật lên như bên đây nè bạn. Nhìn thấy không? Lật lên nè. Mấy bạn có biết cái lý do gì mình không dám hỏi, không biết có cái gì không nên hỏi không, cho nên mình quay chia sẻ chơi với mấy bạn luôn. Rồi để rồi xong á, sau cùng sau cái này thì mời mấy bạn coi sơ qua mấy anh em ăn uống vui chơi, cũng giống như ăn mừng luôn các bạn, vừa cúng xong rồi ăn mừng luôn. Bên mình thì giống như là làm phép tạo, gọi là làm phép tạo này nọ, giống như cầu phúc á. Rồi xong sau cùng á thì mời bạn với mình đi xuống xem coi sơ qua máy móc cái hầm tàu này nọ của chiếc tàu của Hiệp nha, với chiếc tàu Princess Ivy luôn. Hai chiếc tàu đều làm lại để mà cho cái mùa đánh bắt mới này rất là thấy được cái đạp các bạn. Rồi mời các bạn nha. Mình là người Việt Nam, cái đi đâu cũng đem những cái món ăn văn hóa của mình theo các bạn. mấy món bánh thức đã, bánh gì ta, bánh ít trần, bánh quay, bánh gì mình quên mất tên, mình rất thích, mình khoái lắm nha. Mẹ mấy món này mình ăn mình ghiền lắm.
bây giờ mời bạn đi xuống cái hầm tàu của chiếc Princess Ivy coi với mình nha. Cái máy này nhìn máy móc nó gọn gàng, cái hầm máy cũng lớn sạch sẽ vậy ha, nhìn thấy rất là thích. So với cái chiếc tàu bữa kia, chiếc tàu hai giả mà một máy nhỏ thì nó rất chặt, còn chiếc này rất là rộng rãi nhìn nữa. Còn máy này là mấy cái thông số của máy này nọ, chắc bạn coi này là rành hơn mình á, có gì chia sẻ cho vui các bạn. Còn mình tại do mình không phải là dân ở rành về máy móc á, mình coi như là giống như mình đi xem kêu bằng cưỡi ngựa xem hoa chẳng biết cái gì mà. Chiếc này thì cũng có hai máy, hình như là cũng 540 thôi mà. Hai máy chạy tàu, rồi hai cái máy phát điện màu trắng, sơn màu trắng trắng các bạn. Nãy mình quên chỉ. Thì nó cũng giống như những chiếc tàu kia của Hiệp với Trà My, thì cũng chiếc tàu, mỗi chiếc tàu cũng có hai máy 540. Nghe rồi. Dạ, không. Còn cái anh mà đang kéo dây nói chuyện này, mấy bạn nhớ là trong mấy cái video trước mình ngồi xem ảnh giá lưới không? Anh cái anh người quê ở Nha Trang đó mày. Cái này rất là vui mày, dễ thương. Hiệp, nếu mình nhìn ở trên mình xong mình biết cái chiếc nào là 4 giả hay 2 giả Hiệp? Đây nè. Ok. Còn chiếc bên đó đây, nhìn cũng đây, có hai cái lưới à. Đúng hiện rồi, giờ nó vậy nó giữa mà hai bên đó là cái đó. Nó cái bên đó chưa gắn hết. À. Nó còn hai cái nữa. Bên đây thì bên mình này, nhìn biết rồi nè, đây có 4 cái lưới. 4 dây đó. Đó, 4 lưới. Thấy không? Thấy còn hai rọc chưa cột lưới lên không? Đó. Người ta chưa gắn hai cái lưới kia vô. Cái chỗ này là cái chủng là cái chỗ mà thu mua tàu như của anh Minh đó bạn, mà cũng là cũng anh này cũng có nhiều cái tàu đánh tôm Eric Sư Phú này. Nếu mà bạn ở khu vực này hay hoặc là những cái vùng khác mà muốn tới đây mà mua bán tôm đó thì cũng có thể ghé chỗ này đậu bán tôm rồi sửa tôm. Chỗ này có cái chỗ rộng, rất là rộng để mà sửa tàu, sửa chữa tàu này nọ luôn mà. Giống như mình những lần trước mình hỏi thì họ nói là bên đây có nhiều chỗ rộng rãi á, với lại cái không phải là mấy cái khu du lịch á, nên đậu tàu sửa rất là dễ. Còn ở bên Balaxy này nọ gần casino á thì lực lệ nó khó, nên họ thường thường về đây họ đậu những cái tàu lớn á, họ về đây họ đậu hết trơn à. Chưa thấy à. Cái này là lần trước mình xuống là mình dọn, Trà My Hiệp dọn đồ ăn trong này. Nhìn lại xem mẹ. Nhìn lại xem mẹ. What's his name? Cha Trương Còn bây giờ mấy bạn với mình đi xuống tàu Hiệp coi sơ qua ha, coi hầm máy, phòng ăn này nọ, buồng lái này nọ. Nếu bạn nhớ trong cái video trước mình lúc mà Hiệp mới lấy về, Hiệp Jeremy lấy về thì mình có xuống quay sơ qua lúc mà chưa sơn đó. Và bây giờ mấy bạn thấy nó rất là khác lạ ha, Hiệp thay nhiều thứ lắm, giống như là giả giỏng lưới rồi những cái đường ống này nọ thay hết sơn lại, nhìn giống như chiếc tàu mới, không khác chiếc tàu mới. Nếu mà đóng mới cái này là nghe nói là 4-5 triệu mà. Còn bây giờ xuống chiếc hầm tàu này, hầm chữ này là tôm này bạn, chưa tôm.
đắp không anh? Nhìn đẹp quá trời, sạch sẽ luôn ha. Nhớ nhớ cái cảnh mà tôi bắt đầu tao quay nha. Nhìn xuống bài đây khác hẳn không? Nếu nhìn trong video vậy không biết mấy bạn thấy rõ không, nhưng mà cái này là cái hầm đá, giống như là cái tủ đá luôn bạn. Tôm nhúng muối nhúng này nè, vừa bắt xong bỏ túi thì bỏ thả vô đây nó sẽ đông đá, nó giữ đá luôn, chứ nó không phải giống như muối đá như bên mình hay là những chiếc tàu hai giả mà đi gần bạn. Cái này là nó đông đá luôn, vô túi tự nhiên. Lần trước mình cũng có chia sẻ sơ qua bạn, mấy những chiếc tàu khác á, thì nó không có cái cửa từ cái hầm đá mà thông qua cái hầm mái như chiếc này mà, thấy không, cái này là cái cửa đi qua này. Rất là lạ ha. Những chiếc tàu khác á, thường là nó chỉ có cái cầu thang xuống vậy thôi, sang xuống cái hầm mái như vậy, chiếc này thì được có hai cửa. Mấy bạn rành về tàu tôm, tàu cá, máy móc, về máy móc lái tàu, máy xe này nọ, vô tương tác chơi vui các bạn, chia sẻ mấy cái thông số này nọ luôn nha, để cho vậy nó mới vui. Mà tại tại mình á, mình quay mà mình là không rành á, cái làm nó mất vui mà. Mấy bạn vô làm thêm đi, nói cho nó vui. Còn để ra nhìn chỗ này nè, cái này các bạn, ngay cái chỗ mình xéo xéo cái lưới nè, bạn nhớ không? Giống như cái dây kéo mà nó kéo mấy cái đầu bò ở ngoài để mà họ mỗi lần kéo lưới này kia cái họ nó chiền ra ngoài á. Mấy lúc trước mình có coi cái này, Hiệp chia sẻ mấy cái thông số của máy là 540 bạn, nhưng mà do tiếng máy nó ồn quá đó, không được nghe, không nghe nghe rõ, tại nó chạy hai máy được rồi, để mà hai máy mấy mà nổ máy rầm khó nghe quá. Còn bên đây thì là cái lần trước, mấy video trước Hiệp có chia sẻ cái bình hơi để đề máy mà, cái tàu này không có dùng bình, các bạn thấy không, nó để bảo đảm 2 năm này nọ là ha. Để quay quên đây nè, có mấy cái số bạn rành hơn mình để mình biết, nhìn mấy máy móc này bạn chắc biết mình đây là những cái số này, coi như là giới mình mù bạn. Còn quay lại đầu này thì là hai cái máy phát điện bạn. Máy phát điện thì nó chạy một máy một lần, máy không giống như máy tàu chạy hai lần ha. Cái này thì cũng thay mấy cái bồn cầu của mẹ, thay bằng cái nóc luôn. Tiếu Hiệp chỉ mấy cái ống đường ống nước đó mà, hồi trước là ống mũ hay xe hay sắt cái gì đó quên rồi, bây giờ thay inox hết. Gọn gàng hết rồi, nhìn phòng giống như ở trong khách sạn quá ta, giải phòng. Cái này là chắc là Central Air luôn ha ta, Central Air luôn. Giờ nhìn đẹp quá trời, tay gọn gàng như chạy hết rồi, chạy nó mới tinh. Chia sẻ con nhé. Nước mỗi lần đem uống nhiêu đây ha? Là 30 két. Lần đi là 30 két nước. Nước này nước nấu ăn với nước uống á. Ờ. 30 két. Trời ha, tưởng là mình trước kia đi mình cho bơm một cái nước đó hả? 10.000 cá lông. Thì chừng 10 nhân 3 là chưa? Gạt 100.000 lít. Thấy không? Nước là nước dùng để mình rửa, tắm rửa thôi. Còn nước nấu ăn, uống. Nước đó chỉ có tắm rửa thôi chứ không có xài tới. Một lần đi 30 thùng như này. Bữa nay mình đổ 25.000 cái lòng dầu. 25.000 nhân cho 4 lít đi. Tàu có sẵn rồi đó, nếu mà đúng chiếc này thì 32.000. Dạo này dầu mắc không à? Dầu như 2 đồng 20. Đủ lực tên cũng có giá, ok. Đó, như con này là để mà thu sống á. Thu sống wifi á, điện thoại di động á. Để vô mạnh, vô đầu người ta xài được. Ôi ngồi, hay vậy ta. Cái cục đó, cục đó. Vậy là dưới tàu có wifi này nọ đủ luôn hả? Đúng rồi, nó có như điện thoại anh IT ví dụ đi. Người ta chừng 15-20 mao mà biển đi.
là bắt không được. À, thì có phải có những cái cục này thì bắt mới được. Đúng rồi, nó không sống nó lúc sống. Rồi vì vậy mình có phải trả thêm tiền rồi cái service gì không? Mình dễ hơn. Mình bắt nó vô mình xài từ đó về xài thôi. Đó là điện sẵn á, cho nó có tem bự đó. À. À, nó thâu xuống đây nó mở cái này. Như wifi vậy đó. À, hay quá. Thôi để mình kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã cùng mình quay lại xem tàu của Hiệp với Trà My, cũng như là xem cái cách mà người Công giáo giống như là ăn khánh thành hay là chúc lành trong cái mùa đi cầu sinh trong cái mùa đánh bắt an lành giữa người Công giáo với lại cái người không phải là đạo Công giáo các bạn. Rồi giống như anh em ăn uống ăn mừng luôn. Rồi hẹn gặp lại mấy bạn trong những video sau.